Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Áo dài bản sắc bằng hoa Việt và trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2022. Đến dự về phía Trung ương có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng có Trưởng ban dân vận thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Chương trình gồm hai phần chính, trao giải thưởng tri hội phụ nữ tiêu biểu năm 2022 và tuần vinh giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ gồm 7 số liên tục, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia vào lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2023 của thành phố Đà Nẵng. Hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, cho hội viên phụ nữ khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước yêu văn hóa và nghề đồng thời góp phần giới thiệu đến bạn bè du khách khi về với Đà Nẵng sẽ hiểu thêm về mảnh đất con người và văn hóa người Đà Nẵng đặc biệt hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động trong các cấp hội hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo thiết thực cụ thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động nữ cán bộ đảng viên công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài bằng hình thức mặc áo dài khi đến công sở từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2023.